Phụ nữ sau khi có bé nội tiết tố nữ bị suy giảm nghiêm trọng dẫn đến vòng một bị teo lại, chảy xệ, da mặt bị tàn nhang, da sạm đi, hay cáu gắt, chức năng sinh lý bị suy giảm nghiêm trọng cho đời sống vợ chồng trở nên có nhiều thay đổi. Vì thế mà họ luôn mong sao tìm được một phương pháp hỗ lấy lại tuổi thanh xuân như trước. Trong mầm đậu nành có chứa hợp chất isoflavone, là hợp chất có vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các gốc tự do để ngăn chặn quá trình lão hóa buồng trứng, ngăn ngừa các vết nám, tàn nhang, hình thành. Nhờ tác dụng đó mà các nhà nghiên cứu đã tích hợp thêm công nghệ nano tiên tiến, cùng với mầm đậu nành nguyên chất tạo nên sản phẩm vượt trội mang tên mầm đậu nành Flax Oat. Mầm đậu nành Flax Oat là sản phẩm do công ty công nghệ cao Đông Nam Dược Bát Phúc nghiên cứu, được phân phối bởi công ty Jido Pharma. Flax Oat là sản phẩm chiết xuất từ mầm đậu tương, với công nghệ nano hiện đại để bổ sung isoflavone, cân bằng nội tiết tố nữ estrogen. Công dụng mầm đậu nành Flax Oat: bổ sung hàm lượng nội tiết estrogen một cách tự nhiên để hỗ trợ cân bằng nội tiết tố và làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ làm chậm quá trình mãn kinh, hỗ trợ kéo dài tuổi thanh xuân cho nữ giới, hỗ trợ chấm dứt nhanh chóng tình trạng khô và đau rát khi quan hệ, hỗ trợ cải thiện nhu cầu sinh lý, hỗ trợ điều trị các bệnh phụ khoa như rối loạn kinh nguyệt, thống kinh, viêm nhiễm phụ khoa, rong kinh, hỗ trợ nữ giới cải thiện sức khỏe sinh sản, hỗ trợ gia tăng khả năng thụ thai, hạn chế quá trình lão hóa, ngăn ngừa sự hình thành của nếp nhăn trên da, đồng thời tăng cường độ đàn hồi cho làn da, hỗ trợ cải thiện làn da trở nên sáng hồng và mịn màng, xóa mờ đi vết nám, sạm da, tàn nhang, hỗ trợ cải thiện các vấn đề bốc hỏa, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh ung thư như u xơ tử cung, tim mạch và một số bệnh liên quan đến nội tiết tố, giúp lấy lại vóc dáng thon gọn và cân đối, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ thừa, hạn chế tình trạng chảy xệ. Với 100% thành phần tự nhiên an toàn lành tính, bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm nano mầm đậu nành FLAGOLD. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như nano mầm đậu nành FLAGOLD giá bao nhiêu, mầm đậu nành FLAGOLD mua ở đâu. Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nano mầm đậu nành FLAGOLD giá bao nhiêu tiền? Thời điểm mới tung ra thị trường, mầm đậu nành Flax Oat có giá lên tới 680.000 đồng trên. Nhưng bạn đừng lo lắng, trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 315.000 trên đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái. Khi khách hàng sử dụng và check mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn, dễ thương, quan tâm đến người mua hàng. Sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng. Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Nano mầm đậu nành FLAGOLD mua ở đâu? Bạn nên đặt mua sản phẩm mầm đậu nành Flax Oat trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau. Click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm mầm đậu nành Flax Oat. Sau khi tư vấn xong, nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự, hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm mầm đậu nành Flax Oat chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của mầm đậu nành Flax Oat để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.